đâu, đã chưa các bạn. Không biết hả, cái con quái vật nào nó đã treo cái chiếc xe của mình trên cây các bạn. Đã đến nhà của anh video đồ chơi rồi. Đem về chơi thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Từ sáng giờ mình đi mua được rất là nhiều món xe đồ chơi luôn nè các bạn ơi. Nhưng mà từ sáng giờ mình đi mua đồ chơi mình đói bụng quá. Bây giờ mình phải đi ăn sáng xong á, sau đó mình sẽ quay lại đây. Mình với các bạn sẽ cùng nhau chơi những món xe đồ chơi nha các bạn. Các bạn ở đây chờ một chút xíu nha. Mình đi ăn sáng xong mình quay lại liền. Hôm nay ta sẽ đi qua nhà anh video đồ chơi, lấy cắp những món đồ chơi của anh video đồ chơi. Ta nghe nói anh mới mua được rất là nhiều đồ chơi luôn. Đã đến nhà của anh video đồ chơi rồi. Wow, những món đồ chơi này đẹp quá đi. Ta sẽ lấy hết những món đồ chơi này về. Đem về chơi thôi. Đã lấy hết món đồ chơi rồi. Đi về nhà thôi. Ăn sáng xong rồi, bây giờ mình sẽ chơi những món đồ chơi của mình thôi. Hả? Cái gì vậy? Những cái món đồ chơi của mình đâu rồi? Hả? Các bạn ơi, các bạn có biết những cái món đồ chơi của mình đâu không các bạn? Ai đã lấy những món đồ chơi của mình vậy ta? Không được rồi, bây giờ mình phải cùng nhau đi kiếm lại những món đồ chơi thôi các bạn ơi. Bây giờ các bạn hãy đi theo mình tìm kiếm lại những món đồ chơi mất tích của mình nha các bạn. Nhưng mà trước tiên á, mình phải đi vô lấy cái vũ khí của mình mới được. Nhiều khi kẻ trộm á rất là mạnh luôn, mình phải cần có vũ khí để gặp mà kẻ trộm á là mình phải chiến đấu với kẻ trộm này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn đi theo mình lấy cái vũ khí của mình nha các bạn. Đi lại lên các bạn ơi. Nè các bạn, vũ khí của mình để đây nè các bạn. Đây đó các bạn nhìn nè. Ở bây giờ mình sẽ lấy cái vũ khí này, mình đi chiến đấu với lại hả cái tên trộm đã lấy hả những món đồ chơi của mình nha các bạn. Rồi, đây nè các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Wow, các bạn thấy vũ khí của mình hay không các bạn? Đó, đây á là một khẩu súng rất là siêu xịn sò luôn nha các bạn. Đó, rất là nhiều đạn luôn nè. Đó, đây là cái băng đạn của mình nè các bạn. Đây, nè, các bạn nhìn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy đạn ra nha các bạn. Đây, mình lấy đạn á, mình gài vô đây nè các bạn. Đó, mình sẽ đi chiến đấu với lại tên trộm nha. Rồi, gài đây nè các bạn. Đó, rồi, ok, các bạn chờ mình xíu nha. Mình sắp gài đạn xong rồi nè các bạn ơi. Rồi, ok, mình đã gài đạn xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gài cái băng đạn vô nha các bạn. Đây nè, đó, đây là khẩu súng mình nè. Mình sẽ gài băng đạn vô nè các bạn. Đó, ngầu chưa các bạn. Rồi, đây là cái nòng giảm thanh nè, để chúng ta sẽ giảm cái âm thanh lại các bạn. Đó, rất là ngầu luôn đúng không? Rồi, các bạn ơi, ở đây có một cái cục pin nè. Chúng ta cần phải lắp pin vô thì khẩu súng này mới hoạt động được nha. Nè, đó, cái chỗ là chỗ lắp pin nè các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ gắn cái cục pin vô nè các bạn. Đó, rồi, ok. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử kiểm tra coi khẩu súng này còn hoạt động nha các bạn. Wow, các bạn ơi, khẩu súng này còn hoạt động các bạn. Đó, các bạn nghe chưa? Wow, rồi bây giờ mình sẽ thử bắn vô tường coi có được không nha các bạn. Rồi, wow các bạn ơi, wow, khẩu súng của mình còn rất là mạnh luôn nè các bạn. Đó, đó, wow, có khẩu súng này rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm tên trộm nào đã lấy những món đồ chơi của mình nha các bạn. Let's go thôi nào, đi thôi các bạn ơi. Ơi, đi nhanh lên nào các bạn. Đi nhanh lên nào. Ui, các bạn ơi. Wow, đi các bạn ơi. Mình đã tìm thấy một cái món đồ chơi của mình đầu tiên rồi nè các bạn. Wow các bạn ơi. Ui, đây á là con cá mập của mình nè các bạn. Các bạn ơi, đây là chiếc xe cá mập của mình nha. Tên trộm nào đó lấy cái con cá mập này của mình. Bây giờ mở ra kiểm tra coi nó còn không nha các bạn. Ui các bạn ơi, vẫn còn đủ xe các bạn ơi. Nè, đó các bạn nhìn nè. Wow, con cá mập này xịn chưa? Đó, nó có cái hàm răng nè các bạn. Cái miệng của nó có thể cạp được dữ chưa nè các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở bên đây mình có thể mở được luôn nè các bạn. Đó, mở lên nè các bạn. Rồi cái này mình kéo ra sau nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ cho một chiếc xe vô nè các bạn. Hay, mình sẽ cho chiếc xe vô đây nè các bạn. Đó, rồi mình đẩy lại các bạn. Wow, rồi bây giờ mình sẽ bắn chiếc xe ra nè các bạn. Đó, các bạn. Wow, con cá mập này chơi rất là hay luôn các bạn ở đây nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm tiếp những món đồ chơi của mình nha các bạn. Let's go nào. Chúng ta tiếp tục cùng nhau đi tìm mà kiếm những chiếc xe của mình nha các bạn. Ui, các bạn ơi. Mình thấy rồi nè các bạn ơi. Wow, những chiếc xe của mình nè các bạn. Đây là chiếc xe gì đây? À, đây là xe chở rác nè các bạn. Xe chở rác đang bị xúc bánh xe rồi. Để bây giờ mình lắp bánh xe lại nha các bạn. Gắn bánh xe lại các bạn ơi. Rồi, gắn bánh xe lại luôn nha các bạn. Rồi, ok, xong một chiếc rồi nè các bạn. Rồi, còn chiếc xe này nè các bạn. À, đây là xe trộn bê tông nè các bạn. Mình sẽ lắp cái đầu trộn bê tông lại luôn nha. Rồi, gắn lại luôn các bạn. Đây,
Rồi, ok xong rồi nè. Ui, còn đây là chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Ồ, xe này xe cứu hỏa nè các bạn. Ồ, các bạn ơi, nè. Wow, cái chiếc xe ben của mình nè các bạn ơi, xe ben điều khiển của mình nè. Không biết để nãy giờ nó bị hư không các bạn. Ồ, để mình khởi động lên coi các bạn. Nè. Ồ, các bạn ơi, bây giờ mình bấm nút này nè các bạn. Chiếc xe mình còn hoạt động các bạn ơi. Rồi, các bạn nhìn mình điều khiển nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm nút này nè các bạn. Ôi, ơi, các bạn ơi, chiếc xe mình bị gì các bạn ơi? Ồ, hình như nó bị hư rồi các bạn ơi. Hình như nó đang chạy rồi các bạn ơi. Hình như chiếc xe của mình nó đã bị hết pin rồi các bạn. Xe điều khiển của mình nó bị hư rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ để đây nha. Mình sẽ cùng nhau đi tìm kiếm những cái món đồ chơi của mình. Rồi sau đó mình sẽ quay lại đây mình sửa chữa chiếc xe này nha các bạn. Let's go nè các bạn ơi. Đi thôi nào. Tiếp tục đi tìm những món đồ chơi của mình thôi các bạn ơi. Không biết ở đây có cái món đồ chơi nào của mình bị thất lạc không các bạn. Không biết con quái vật nào đã cất giấu cái món đồ chơi của mình ha các bạn. Ui, các bạn ơi. Wow. Trời ơi các bạn. Nè các bạn ơi. Ồ, ở trên cái cây nè các bạn. Đây là cái món đồ chơi của mình nè các bạn. Wow, các bạn ơi, cái món đồ chơi xịn chưa nè. Đó, đây là chiếc xe cẩu bút cát điều khiển của mình nha các bạn. Để bây giờ mình sẽ mở cho các bạn cùng xem nha. Nè, đây, bây giờ mình mở cho các bạn cùng xem nha. Ồ, không biết nó có bị hư không. Bây giờ mình mở rồi các bạn. Nè. À, các bạn ơi, vẫn còn y nguyên luôn các bạn ơi. Nhưng mà không biết, các bạn ơi, nó bị xúc pin nữa rồi. Để bây giờ mình gắn pin lại cho nó nha. Này, mình gắn pin đây nè các bạn. Rồi, ok. Rồi, gắn pin đây nữa nè, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp chỗ này lại luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động đây nè các bạn. Wow, các bạn ơi. Nè các bạn ơi, nhìn nè. Này, khi khởi động có sáng đèn rất là hay luôn nha các bạn. Nè các bạn ơi, ở đây á, là cái vô lăng buồng lái của chiếc xe nè các bạn. Ồ, còn đây là cái gầu mút cát nè. Và bây giờ mình sẽ để chiếc xe mình đây nha. Mình sẽ tiếp tục đi tìm kiếm những cái món đồ chơi bị thất lạc của mình nha các bạn. Let's go nào các bạn ơi. Đi thôi nào các bạn. Ui, các bạn ơi. Wow, ở trên này nè các bạn. Các bạn ơi. Wow, cái hộp đồ chơi của mình bị treo trên cây cao nè các bạn. Để bây giờ mình sẽ lấy xuống cho các bạn xem nha. Wow, các bạn ơi, nè. Đây là một hộp những bạn chó cứu hộ nè các bạn. Wow, đẹp chưa? Để bây giờ mình sẽ lấy những bạn chó cứu hộ này ra cho các bạn cùng xem nha. Đâu rồi, đây mở chỗ này nè các bạn ơi. Nè, rất đẹp luôn nè các bạn. Wow, các bạn ơi, nè. Vô có rất là nhiều bạn chó cứu hộ luôn. Đây á, là bạn gì các bạn? À, đây là bạn Zoom mà nha các bạn. Đó, rồi tiếp tục nè các bạn. Đây là bạn gì đây các bạn? À, đây là bạn Rocky nè. Rồi, tiếp tục. Ô, các bạn ơi, đây là chiếc xe của anh Rider nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây nha. Ô, còn đây là anh Rider nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ gắn anh Rider vô nha các bạn. Rồi, tiếp tục lại các bạn ơi. Nè các bạn. Đây là bạn gì đây các bạn? À, đây á, là bạn Sky nè các bạn. Đó, mình để bạn Sky đây nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đây, đây là ai đây các bạn? À, đây là bạn Rubble nè các bạn. Đó, mình để bạn Rubble đứng đây nha các bạn. Rồi, đây. Đây là bạn Trey nè các bạn. Đó. Rồi, đây là bạn Muscle nè các bạn. Nơi mình đã giải cứu được hết mấy bạn chó cứu hộ rồi nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm kiếm những chiếc xe khác của mình nha các bạn. Let's go thôi nào. Rồi tiếp tục rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tiếp những món đồ chơi tiếp theo nha các bạn. Các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi. Nè. Cái chiếc xe của mình nè các bạn. Wow, chiếc xe cẩu mút cát của mình nè. Wow, các bạn ơi, vậy là mình đã tìm được chiếc xe máy xúc của mình rồi. Wow, chiếc xe máy xúc này của mình xịn lắm đó nha các bạn. Có thể điều khiển chơi rất là hay luôn. Để bây giờ mình mở cùng xem nha. Nè, các bạn thấy nó bự chưa? Rất là bự luôn nha các bạn. Nè, siêu xịn sò luôn đó nha. Đó, các bạn nhìn nè. Wow, đã chưa các bạn. Không biết hả, cái con quái vật nào nó đã treo cái chiếc xe của mình trên cây các bạn. Chắc là con quái vật này nó thích leo cây đó các bạn. Nè, các bạn thấy chiếc xe xịn chưa các bạn? Ủa, xe này có cái đồ điều khiển nữa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ khởi động chiếc xe lên cho bạn cùng xem nha. Nè, cái nút khởi động ở dưới này nè các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bấm cái nút này nè các bạn. Wow, các bạn ơi, chiếc xe mình có âm thanh rồi các bạn. Ủa, âm thanh các bạn nghe hay không? Rất là to luôn các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bấm cái nút này nè các bạn. Là mình sẽ tắt âm thanh nè các bạn. Đó, mình đã tắt âm thanh rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình bấm cái nút này nè các bạn. Nè, các bạn nhìn nè. Đây cái nút này nè các bạn. Mình sẽ bấm nè. Đó, là nó điều khiển cái gầu mút cát của mình nè các bạn thấy chưa? Wow, chiếc xe này hay nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút này nè các bạn. Đó là cái gầu mút cát mình nó sẽ đưa ra các bạn thấy chưa? Wow, để chúng ta mút cát đó các bạn.
Đó, rồi bây giờ bấm nút này nè các bạn, mình sẽ bấm nút này nè. Đó là chiếc xe mình chạy nè các bạn. Ồ, nhưng mà các bạn ơi, cái chiếc xe mình thấy nó chạy hơi yếu đó các bạn. Có thể là cái con quái vật á nó đã lấy chiếc xe của mình nó chơi các bạn. Nó chơi chán xong rồi nó treo lên trên xe. Hình như xe mình thấy yếu yếu các bạn ơi. Nè nó chạy chậm lắm các bạn. Bình thường chiếc xe này chạy nhanh lắm các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn nè. Đó, các bạn nhìn nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ quay nè các bạn. Đó, mình quay cho nó chạy nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, chiếc xe mình nó chạy nè. Đó, nó chạy rất là xịn luôn nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Wow, và các bạn ơi, bây giờ tới cái nút này nè các bạn. Đó, cái nút này á là cái bệ cẩu nó xoay nè các bạn. Đó, nó xoay nè các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ xoay ngược lại nè các bạn. Đó, các bạn thấy hay chưa? Đó, chiếc xe này chơi rất là hay luôn đó nha các bạn. Đó, các bạn thấy hay chưa? Đó, wow. Rồi, các bạn ơi, chiếc xe này có cái buồng lái nè các bạn. Cái buồng lái nhìn xịn chưa nè các bạn. Chúng ta có thể ngồi trong này chúng ta lái xe đó các bạn. Rồi, ok. Đó, hôm nay mình đã tìm lại được cái chiếc xe máy xúc siêu xịn sò của mình rồi. Thôi các bạn ơi, bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài là bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ cùng với các bạn chơi những món đồ chơi khác hay hơn nha. Bye bye.